Hôm nay Di Động Cổ xin giới thiệu với các bạn về sản phẩm Nokia E72. Đây là sản phẩm chính hãng của Nokia, được rất nhiều tín đồ ưa chuộng. Giá sản phẩm hiện giờ shop đang bán là 890.000. Đây là sản phẩm chính hãng của Phần Lan các bạn nhé. Máy từ ngày xưa. Máy thiết kế rất là đẹp. Mặt trước bóng. Hai bên viền thẳng và bo tròn ở bốn cạnh. Đằng trước ở máy là lút nguồn. Khe cắm tai nghe. Nút home của máy E72 được tích hợp thêm cảm biến vân tay. Đây là chân sạc. Đằng sau của máy là camera, đèn flash loa ngoài. Đây là pin. Các bạn tháo pin, đây là khi ai cắm sim các bạn nhé. Mình đóng lại luôn. Máy có đầy đủ các tính năng của nghe gọi, nhắn tin. Các bạn có thể lướt web bằng 3G, Wi-Fi. Các bạn lắp thêm thẻ nhớ, có thể nghe nhạc, xem phim. Các bạn muốn đặt hàng có thể để lại số điện thoại trên comment. Bên mình sẽ trực tiếp liên hệ và tư vấn các bạn về cách thức đặt hàng, giao hàng. Bên mình bảo hành 12 tháng cho máy và đổi mới cho 10 ngày nếu bất kỳ lỗi gì. Hiện tại thì bên shop đang có rất nhiều những thành phần lợi dụng uy tín của cửa hàng để lấy số điện thoại cho các bạn, nên các bạn sẽ nhận hàng, kiểm tra nếu có thẻ bảo hành hoặc là địa chỉ nhận là 76 Cầu Lớn, Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội thì các bạn hãy nhận hàng. Vì những hàng kém chất lượng thì shop cũng không có thẻ bảo hành, shop cũng không thể bảo hành cho các bạn được. Máy thì đã bao gồm sạc rồi các bạn nhé. Đây là sạc của máy. Ok, các bạn đặt hàng để lại thông tin cho shop trên fanpage hoặc là inbox, hoặc là để lại số điện thoại shop cho trực tiếp liên hệ. Cảm ơn các bạn.